Xin chào tất cả các bạn, mình là Kenso đây. Thì trong video lần trước mình đã hướng dẫn các bạn mua và bán cái token Aqua Blue Dolphin cá voi xanh nhé. Thì lúc mà mình làm video hướng dẫn các bạn thì là token này là ở mức 0,0003 nhé các bạn. Và sau đó 2 ngày thì là token này đạt đỉnh là 0,012. Thì như vậy là trong vòng 2 ngày thì là số lượng token, nó giá trị của token nó đã nhân 4 nha các bạn. Thì qua đêm hôm nay thì mình thấy token lại về lại 0,007 nhá. Và cái số lượng giao dịch của token này thì hiện tại đang rất hạn chế. Đây, 8 phút trước lại có người vào ha, 77 phút trước lại có người rút ra nhé. Như vậy là số lượng giao dịch ở token này giờ lại hạn chế rồi nhé. Các bạn căn cho mình khi nào mà token này chớm tăng và số lượng giao dịch nhiều thì các bạn vào theo nhé. Còn khi mà các bạn thấy nó khối lượng giao dịch nó ít quá thì thôi, giá của nó sẽ không tăng đột biến đâu, nên là chúng ta bỏ qua kèo này ha. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một cái kèo mới ha. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một kèo mới, đó là kèo về token Space Viking ha, ký hiệu là SVT. Token này thì cũng mới ra thôi các bạn, và hiện tại giá trị của nó hiện tại đang là một cái đường thẳng nhé. Trong vòng 2 ngày gần nhất thì token này nó tăng 384% nha các bạn. Và mình sẽ cho các bạn thấy cái biểu đồ tăng trong 1 phút luôn ha. Đấy, cứ 1 phút thì tăng 0,027% nhé. Nói chung là nó đang tăng, tốc độ đang tăng nha các bạn. Và cái khối lượng giao dịch thì đây, mình sẽ cho các bạn thấy ha. Khối lượng giao dịch liên tục nhé các bạn, trong 1 phút có mấy giao dịch liên tục nhé. Đấy, số lượng người vào thì cũng nhiều, và nhiều bạn lãi rồi thì các bạn rút ra, nhưng mà số lượng người vào thì chiếm đa số nhé. Đây, các bạn FOMO rất là nhiều ha. Thì hiện tại cái kèo này thì các bạn lấy thông tin token ở trên BSC Scan nhé. Tổng cung của token này là 1 triệu tỷ token ha, SVT. Và số lượng holder hiện tại đang mới có 2.500 thôi. Và số lượng transfer thì ở gấp khoảng 3 lần ha. Thời điểm hiện tại thì mình nghĩ là vẫn vào được ha. Và chúng ta FOMO tạo nên một cộng đồng để đẩy cái giá cái token này lên. Vâng, biểu đồ vẫn là một đường thẳng ha. Rồi, như vậy là tăng trên mọi mặt trận nhé. Đấy, cái token này thì đầu tiên các bạn sẽ dán contract vào ví trút wallet nhé. Thì hiện tại thì mình đã, hoặc là các bạn tìm từ khóa SVT hoặc là Space Viking gì cũng ra hết nha các bạn. Đấy, các bạn sẽ mở cái địa chỉ token Space Viking ra nhé. Đó, thì contract các bạn sẽ dán vào đây để các bạn kiểm tra số lượng token khi các bạn mua thôi. Còn thì cách mua thì các bạn sẽ lên sàn BasketSwap ha. Các bạn vào mục day app của Trust nhé. Rồi các bạn đến sàn BasketSwap. Rồi, ở mục mua thì các bạn sẽ mua tương tự như những cái token khác thôi.
Ở phía trên thì mục và chọn mục swap nhé. Còn ở đây dòng tên from thì các bạn chọn BNB nếu các bạn có BNB Smart Chain, hoặc là các bạn chọn BUSDT. Đây là hai cái giá trị, hai cái loại đồng coin mà để dùng để các bạn mua những cái token nhé trên sàn PancakeSwap nhé. Còn ở mục store này các bạn sẽ chọn cái token. Mục select a currency ha. Chọn cái đồng tiền ha. Ở đây chúng ta sẽ chọn cái token Viking thì các bạn sẽ điền cái contract của cái token này ở mục select a token cho mình ha. Các bạn đợi một lúc đó. SVT đã xuất hiện các bạn. Rồi. Thao tác mua thì các bạn sẽ điền số lượng BNB các bạn có để các bạn mua ha. Ví dụ các bạn muốn mua 0.01 BNB chẳng hạn ha. Dùng 0.01 BNB thì các bạn sẽ mua được một cái lượng token SVT bằng tương ứng như thế này ha. 1.143.780.000 token ha. Đó. Sau đó các bạn kích vào mục swap cho mình. Rồi. Bây giờ các bạn kích vào mục accept là xong ha. Confirm swap. À hiện tại là nếu họ báo như thế này thì có nghĩa là gì? Có nghĩa là các bạn mua với slip thấp quá ha. Phí giao dịch thấp nên là các bạn không mua được ha. Các bạn sẽ thay đổi cái phí giao dịch lên, tức là slip lên ha, đây. Các bạn điều chỉnh slip lên ha. Có thể là 8 hoặc 12 ha, đa số những cái phần những token này mình mua trên sàn PancakeSwap này thì mình phải trả phí cho họ rất là cao nhé. Vẫn chưa được ha. Rồi mình để 12 luôn cho nó chắc ăn. Rồi, khi nào mà đến cái giao diện xác nhận giao dịch này là có nghĩa là họ chấp nhận cái slip mình đưa ra ha. Ví dụ như là ở đây mình mua 0.01 BNB đi thì cái phí mạng mình phải trả là 0.001 tương đương 0.43 và cái 0.01 BNB mất 3.63 đô tại với thời điểm giá BNB hiện tại, tổng cộng mình mất 4.06 đô ha. Và các bạn cứ vào mục chấp thuận là xong nhé. Rồi thì hiện tại là mình đã có một lượng SVT rồi ha. Thì bây giờ ví dụ như mình muốn bán thì các bạn sẽ swap ngược lại nhé. Các bạn tích vào mục dấu tên này, mũi tên ở đây ha. Rồi mục tên. Sau đó các bạn tích vào mục các bạn chọn số lượng SVT muốn bán nhé. Ví dụ như ở đây là mình lúc mình vào thì mình vào 0.01 BNB thôi. Bây giờ nó đã lên tới 0.024 rồi ha. Tài sản mình cũng đã nhân sắp sửa nhân 3 rồi. Đó. Các bạn có thể vào thời điểm bây giờ thì đợi giá lên thì các bạn sẽ có cái lời thôi, thu nhập thôi. Đây. Để cái bán thì các bạn kích đầu tiên các bạn vào mục approve SVT, sau đó các bạn kích mục wrap là xong ha. Mình đang còn giữ lại để đợi tăng giá nhé. Đấy. Cái thao tác bán tương tự như thao tác mua, chỉ khác là mục from với mục to chúng ta đổi chỗ vị trí token cho nhau ha. Các bạn bán ra BNB hoặc các bạn bán ra USD tùy các bạn ha. Rồi bán ra USD cũng được ha. Đó. Thế, thao tác rất là đơn giản đấy các bạn. Nhưng mà quan trọng là gì? Chúng ta tham gia nhiều, chúng ta tạo một cái cộng đồng FOMO, chúng ta kéo giá token này lên ha. Khối lượng giao dịch càng lớn thì giá trị của token này càng tăng lên nhé. Đấy. Cái phần hướng dẫn của mình đến đây là kết thúc nhé. Các bạn có thắc mắc gì các bạn có thể comment nhớ video của mình ha. Hoặc là các bạn có thể tham gia group Zalo của mình để chúng ta cùng FOMO. Mình có để link tham gia group Zalo ở phần dưới mô tả của video nhé, cũng như phần comment của video nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những cái
kèo tiếp theo nhé.